Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Peugeot 2008 Một mẫu xe mang thương hiệu của Pháp được lắp ráp tại Việt Nam Hôm nay là những ngày đầu tháng 2 Cũng là đúng cái dịp Tết nguyên đán Trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em Chính sách bán hàng của từng phiên bản Peugeot 2008 Để trong thời gian nghỉ lễ Tết Anh em rảnh anh em có thời gian ngâm cứu, tham khảo Ra Tết anh em có nhu cầu mua xe thì liên hệ trực tiếp với anh em Theo số thoại để góc phía dưới bên trái màn hình và mời anh em cùng xem video Mẫu xe Peugeot 2008 là mẫu xe nằm trong phân khúc SUV gầm cao tầm trung hay còn được gọi là dòng B sub. Trong phân khúc này, Peugeot 2008 cạnh tranh trực tiếp với chiếc Toyota Cross, Honda HR-V, Kia Seltos, Hyundai Creta, Mazda CX-30 và một số những mẫu xe khác. Đặc trưng của chiếc Peugeot 2008 mang phong cách của châu Âu và khi đi ra đường, mẫu xe 2008 gần như là nổi bật nhất so với các mẫu xe còn lại. Chính sách bán hàng của hãng xe Peugeot phân vùng thị trường như hãng xe Mazda và Kia có nghĩa là anh em mua xe đăng ký biển ở đâu thì anh em chỉ phép mua xe tại showroom ở địa phương nơi đó thôi hiện tại bên em có hai cơ sở một cơ sở hà nội và một cơ sở thành phố hồ chí minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em Peugeot 2008 có tất cả là hai phiên bản để anh em lựa chọn phiên bản thấp nhất đó là 2008 bản Active phiên bản thứ hai đó là 2008 bản gt và thời điểm này vẫn đang còn xe 2023 được bán song song với xe 2024 và em sẽ cập nhật cụ thể giá bán của từng đời xe để anh em nắm được Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng đầu tháng hai cho anh em, đó là chiếc Peugeot 2008 phiên bản Active. Em xin phép điểm qua một số những thông số kỹ thuật cơ bản cũng như là hệ thống an toàn cùng với các tính năng của chiếc Peugeot 2008 phiên bản Active để anh em nào mới tham khảo dòng xe này cũng có thể nắm được. Xe sử dụng động cơ turbo 1.2 lít kèm hộp số tự động 6 cấp cho công suất cực đại là 133 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Trục cơ sở của xe là 2.605 mm, khoảng sáng gầm là 17.5 cm vận tốc tối đa đạt đến 196 km h và tăng tốc từ 0 cho đến 100 km trong khoảng 10,2 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 5,9 lít trên 100 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Xe sử dụng phanh đĩa 4 bánh và mâm đúc 17 inch. Về ngoại thất, cụm đèn trước dạng bóng LED có đèn daylight ban ngày đặc trưng của xe Peugeot. Cụm đèn hậu dạng full LED cũng theo đặc trưng của xe Peugeot đó là móng vuốt sư tử. Gương chiếu hậu sơn đen, chỉnh điện, gập điện, tích hợp sấy gương và báo rẽ. Về nội thất, xe sử dụng màn hình thông tin 3.5 inch kèm màn hình giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay và MirrorLink. Xe được trang bị 4 loa. Xe sử dụng ghế da chỉ cam, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế sau được gập được 60-40. Vô lăng cũng được bọc da chỉ cam. Về ốp nội thất thì được bọc ốp vân carbon, điều hòa một vùng. Về hệ thống an toàn, xe được trang bị chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, khởi hành ngang dốc, có cảm biến sau, camera lùi, bốn túi khí, chiều khóa thông minh, phanh tay điện tử, cảnh báo áp suất lốp gián tiếp. Giá bán của Peugeot 2008 phiên bản Active đầu tháng 2 cụ thể như sau. Đối với xe sản xuất 2023, giá bán là 719 triệu, không còn nhiều màu. Xe sản xuất 2024 là 749 triệu, như vậy là trên nhau 30 triệu, có đầy đủ màu. Mẫu xe Peugeot 2008 được nhà máy lắp ráp với các màu sau, đó là màu cam, màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu xám và màu trắng. Anh em nào ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình. Bên em sẽ kiểm tra kho xe và cập nhật những màu xe cho anh em còn tại thời điểm đó. Còn anh em ở các tỉnh khác thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng ở địa phương của mình. Em xin phép tính giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương căn cứ từ giá bán 719 triệu cho chiếc Peugeot 208 Active VIN 23 để anh em nắm được. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 835 triệu, các tỉnh áp 12 là 816 triệu các tỉnh áp 10% là 800 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 820 triệu. Giá xe ra biển số năm bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản, anh em có thể nhìn trên màn hình. Chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc 208 phiên bản Active Vin23, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 224 triệu. Các tỉnh áp 12% là 205 triệu. Các tỉnh áp 10% là 189 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 208 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân bỏ Năm đầu chỉ giá là 10 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe Sẽ tương đương với số tiền là 611 triệu Thời gian vay tối đa 8 năm, tối thiểu là 3 năm Với gói vay 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên Anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 11,2 triệu Trong đó thì gốc chia đều là 6,3 triệu Và lãi suất tháng đầu tiên là 4,9 triệu Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và phiên bản thứ hai em cập nhật chỉ sách bán hàng đầu tháng 2 cho anh em đó là chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line em xin phép điểm qua những thông số kỹ thuật cơ bản của xe ngoài các option tính năng như bản Active bản GT Line có những điểm khác biệt và nổi trội hơn như sau cụm đèn pha được trang bị thêm cảm biến tự động xe có gạt mưa tự động có thanh giá nóc về nội thất màn hình trung tâm đã được trang bị là màn hình điện tử 10 inch có kèm hiệu ứng 3D xe được trang bị điều hòa tự động một vùng có 6 loa về hệ thống an toàn, xe được trang bị thêm cảm biến trước, 6 túi khí. Cùng với đó là những tính năng an toàn vượt trội mà bản Active không có như là Cruise Control, giới hạn tốc độ, phanh an toàn chủ động, hỗ trợ dự làn, hệ thống nhận diện cảnh báo biển tốc độ, nhắc nhở người lái tập trung và cảnh báo điểm mù. Giá bán tại thời điểm đầu tháng 2, cụ thể như sau, đối với xe sản xuất 2023 giá bán là 759 triệu và xe sản xuất 2024 là 789 triệu, như vậy là chênh nhau 30 triệu cho một đời xe vẫn có đầy đủ các màu cơ bản như màu cam, màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu xám và màu trắng dành cho xe VIN24. Còn xe VIN23 thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em trong trường hợp anh em ở Hà Nội và Thành Hồ Chí Minh, bên em sẽ kiểm tra kho xe xem mà còn màu gì hỗ trợ anh em. Anh em ở các tỉnh khác thì anh em cứ liên hệ với các bạn tư vấn bán hàng ở địa phương của mình. Em xin phép tính giá xe ra biển số lăn bánh căn cứ từ giá bán của xe VIN23, có nghĩa là từ giá 759 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 886 triệu các tỉnh áp 12% là 867 triệu Các tỉnh áp 10% là 849 triệu Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 869 triệu Anh em mua trả góp Anh em cần phải chuẩn bị số tiền thấp nhất như sau Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 241 triệu Các tỉnh áp 12% là 221 triệu Các tỉnh áp 10% là 204 triệu Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 223 triệu Ngoài ra thì anh em cũng sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ Năm đầu tiên chỉ giá là 10,6 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 645 triệu Trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 11,8 triệu Trong đó thì gốc chia đều là 6,7 triệu chia đều cho hàng tháng trong 8 năm Và lãi suất tháng đầu tiên là 5,1 triệu Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản Peugeot 2008 tại thời điểm đầu tháng 2 năm 2024 này. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em